cái lộn nhé, cái này lớn hơn nhé. Lớn gấp trăm. Dạ, dạ. Dạ, sơ nha, chúc mừng năm mới sơ nha. Chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Lời Chúa đi. Thank you.
Kính chào Chánh xứ, cha Phó xứ, thầy Phó tế, quý sơ, quý trưởng hội đoàn và ban ngành, quý phụ, quý ông bà và anh chị em. Trước thềm năm mới, trong ngày mừng xuân, con xin đại diện cho ban thường vụ cộng đoàn kính chúc quý cha và quý vị một năm mới Chúa xuân ban cho dồi dào phúc lộc, an khang thịnh vượng và vạn sự may lành. Nhân ngày đầu xuân, cộng đoàn chúng con có chúc lộc đầu xuân kính biếu đến quý cha, thầy Sáu và hai sơ, sơ Cát Lê và thấy có một sơ nữa, xin mời hai sơ lên cung thánh để cộng đoàn có chúc hòa lộc đầu xuân. Biếu vân xin mời hai cha, thầy và hai sơ. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn hay cho tiếng pháo và trong ngày đầu xuân và để chúc mừng. Và sau cùng, sau khi cha ban phép lành, cộng đoàn chúng tôi cũng sẽ có phật lập lì xì cho tất cả quý vị hiện diện trong thánh lễ ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một năm mới được tấn tài, tấn lộc và tấn triều phú của cộng đoàn. Chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị. Trước khi con có quà cho cha con của con và thầy Sáu và quý sơ thì con xin dâng món quà xuân này mà cộng đoàn gửi tặng cho con, tặng cho ông bà cố nhân ngày kỷ niệm 60 năm thành hôn và mừng người con trai của ông bà 30 năm linh mục. Chúng ta ca chúc mừng ông bà cố và mừng năm ngày hôm nay. Chúc mừng ông bà. Ông bà cũng lo con lấy hết cái phong bì rồi. Ngày năm mới thì con xin tiếp tục chúc ông bà ban chị em, nhưng mà trước khi chúc thì con xin chúc cha con nè, xong rồi thầy Sáu và sơ Cát Lê và sơ kia là sơ Tâm. Thầy trả ơn Chúa cùng với cộng đoàn thì con có một món quà nho nhỏ xin gửi đến riêng cái này là quà lì xì của con rất là nhiều, có thể con nhường lại cho bốn quý chức. Xin mời hai sơ lên lại. Chúc thầy Sáu để trả ơn Chúa. Và con cũng chúc quý ông bà chị em cùng với cha phó thầy Sáu như hai sơ là tiếp tục những lời chúc rất là tốt đẹp. Và chúng ta bây giờ chúng ta quay sang người bên trái, quay sang người bên phải, chúng ta nói một câu rất là thân thương của người Việt chúng ta là chúc mừng năm mới. Thank you.
như những vị thiện nguyện viên giúp cho các sơ ở ba miền ở trong khu viện của chúng ta. Chủ thánh, con xin kính chào và vô cùng biết ơn đến cha chánh xứ, quý thầy, quý ban phục vụ và quý cộng đồng. Thưa, hôm nay chúng con được phép phổ biến tác phẩm xin vâng số 10 và những tác phẩm xin vâng với chủ đề ngày nay bằng DVD và CD và những dễ dàng. Chúng con mang rất nhiều quà tặng cho quý cộng đoàn của ủng hộ từ nhiều chương trình xin vâng như nối dài cánh tay bác ái với hộ chúng con. Quý vị không chuẩn bị và muốn ủng hộ xin gặp chúng con để nhận tác phẩm. Và chúng con cũng thực hiện một DVD với chủ đề cô bé và em để tặng quà cho quý vị với sự cộng tác của nhóm hài trong đời và vũ công. Mục đích phổ biến nhạc của chúng con để gây quỹ trong hồ chay giúp trẻ mồ côi, phát gạo cho các cụ già neo đơn và xây mộ cho các thai nhi. Điều khó khăn của Quý Sơn đó là nuôi trẻ mồ côi không chỉ một ngày một năm, mà đến khi các cháu trưởng thành và những vòng mộ chúng con lúc xây rất nhỏ và lứa từ 5 đến 15 cháu. Chúng con xin quý cộng đồng ủng hộ chương trình xin vâng chúng con, và chúng con cũng xin tặng vào quỹ phát triển giáo xứ và chương trình phát thức ăn cho người vô gia cư của cộng đoàn mà chúng con đã cộng tác hàng năm. Và bây giờ con xin phép hát một đoạn ngắn bài thánh ca lời cầu nguyện của thánh Francis. Con xin kính mời cha giáo xứ quý thầy và quý cộng đoàn suy niệm vào thánh ca này. About a wonderful story that Vietnamese about the pork.
But last, not least, for us, we arrived in U.S., if we count it since 1975, count today, that's been 44 years ago. We are so grateful to Americans, to all Americans, who opened their arm, opened their heart, opened their land to welcome us and that we arrive in the wonderful freedom country, so that we continue to blossom our gift, our talent as Vietnamese or Vietnamese Americans. And we're so grateful to America, to all of you, my special guests tonight. And of course, with that, we turn everything to God, because the country, the only the one country in the universe, in their dollar bill, in God we trust. And because of their trust in God, they love God, they welcome us, they trust in God, they trust in us, and they welcome us as another citizen, a citizen of the country. So with this, for this new year, we grateful to all of you, and we continue to ask God to bless you more and more. And we try to imitate you, to love one another, to be generous to one another as well, as long as we still live in the United States of America. Và con xin được kết bằng những cái lời chúc và xin chúc cho quý ông bà và anh chị em qua những cái câu thơ sau đây. Đầu năm Kỷ Hợi chúc quý bà noi gương trên đỉnh Maria, công dung ngôn hạnh lo bồi dưỡng, dù khổ dù buồn vẫn hát ca. Cùng xin thành tâm chúc quý ông tràn ngập niềm vui ở trong lòng, tránh xa bia rượu, xa thuốc lá, đừng mơ màng chi những bọc hồng. Mến chúc các bạn thanh niên trẻ, trai gái đạo đức sống hoan hiền, chịu khó vâng lời cha mẹ dạy, gia đình các bạn sẽ bình yên. Kính chúc quý cha và quý thầy, quý sơ quý chức cùng toàn thể ơn lòng Chúa Xuân xuống dư đầy, tất cả sống vui và thánh thiện. Chúng ta hãy nguyện chúc cho nhau, dù cho cuộc sống có buồn sầu, giữ vững lòng tin vào Thiên Chúa, tin tưởng mọi việc Chúa quan phòng. Và sau cùng con cầu chúc năm mới thêm giàu có, ngày một nhiều vinh hoa, phúc đầy nhà, đất ngập tràn. Cùng chúc tân xuân Happy New Year, Feliz Año Nuevo và chúc mừng năm mới. Trong ngày đầu năm Kỷ Hợi, chúng ta cầu nguyện xin cho Hội Thánh một năm mới luôn bền vững trước mọi thử thách, các phòng trật được tràn đầy thánh đức, ơn khôn ngoan để dẫn dắt dân Chúa và rao giảng tin mừng cho khắp mọi nơi trên thế giới. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, cách riêng cho chính quyền Việt Nam luôn có thành ngôn thành tâm thiện trí, thực hiện tự do dân chủ và quan tâm nhu cầu công bằng, hạnh phúc cho mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người Việt Nam tha hương trên khắp thế giới, khi đón mừng xuân mới, nhận được nhiều niềm vui và an bình nơi Thiên Chúa, và luôn sống hài hòa, cùng chia sẻ, nâng đỡ những anh chị em thiếu thốn, nghèo khó xung quanh. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, mọi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ được ngoài sự may lành và phước lộc của Chúa, gia đình hạnh phúc, yêu thương mà Chúa ban cho trong năm mới. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em đang đau yếu được an vui trong năm mới, các ân nhân của cộng đoàn giáo xứ được tràn đầy phước lộc. Xin cho các ý chỉ thánh lễ cho các linh hồn, ông bà, cha mẹ, anh chị em đã đây trong năm qua được sống một niềm vui vĩnh cửu trên nước thiên đàng, và các ý nguyện riêng thiêng liêng đầu năm của mỗi người.
chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Qua lời truyền cầu của Đức Mẹ La Vang và hai thánh phụ mạng, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đối với tất cả mọi người, cảm xin cùng ngày vì mọi kẻ.